Vâng, cảm ơn bài phân tích và chào mừng các bạn đã đến với cuộc đấu giữa Team Flash và Gam, nơi mà Gam đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 ở thời điểm hiện tại bằng một chiến thắng vô cùng nghẹt thở. Một ván đấu mà chúng ta phải dành rất nhiều lời khen dành cho Team Flash, nhưng cuối cùng thì bản lĩnh và cái độ tinh quái là thứ đã giúp cho Gam Esports tiến được với tới ván thắng đầu tiên. Một cái cặp thi đấu, một cái trận thi đấu đầu tiên có thể nói là được đọ bằng cái tình huống di chuyển macro rất là hay đến từ cả hai bên. Đánh rất đúng điều kiện thắng. Một bên 1-3-1 thì ưu tiên lấy công trình và đẩy nhà. Một bên là đánh giao tranh tổng thì ưu tiên những cái con rồng và ưu tiên Baron. Nhưng cuối cùng thì như chúng ta đã nói, cái sự tinh quái của Gam Esports là thứ đã giúp họ có được cái chiến thắng đầu tiên. Cảm giác như cái sự vượt trội hơn của Gam Esports ở trong những hôm cuối là cái việc họ quyết đoán hơn trong việc là đưa ra quyết định. Team Flash cũng đã đánh rất đúng với điều kiện thắng của mình rồi. Họ liên tục ép giao tranh ở những cái mục tiêu quan trọng từ rồng nước cho tới rồng ngàn tuổi. Nhưng vì Gam là đội đã đưa ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn một chút so với Team Flash, nó khiến cho Team Flash bị chậm trong việc là chạm vào nhà chính của Gam. Cái kết cục này nó cũng gần giống với cái lượt đi. Đó là Team Flash cũng đã dẫn rất nhiều so với Gam Esports. Nhưng chúng ta thấy được rõ ràng là cái sự cải thiện của Team Flash đã có rất nhiều so với cả cái trận đấu của họ trước cái giai đoạn lượt đi cũng với đối thủ đó là Gam Esports rồi. Và để xem trong ván thứ hai này sẽ có những cái sự thay đổi nào đến từ cả hai bên hay không đây, khi mà Team Flash chắc chắn sẽ muốn có được những cái chiến thắng để đưa cái cặp trận này tới ván thứ ba. Tôi nghĩ ở trong cái ván đấu đầu tiên thì không có vấn đề gì về mặt cắm chọn hay là chiến thuật đề ra cả, chỉ có là Gam quyết đoán hơn thì họ có được một cái chiến thắng nó như vậy. Còn trong khi đó Team Flash thì chỉ cần nếu như mà họ xác định rằng họ không sai ở trong ván đầu tiên, chỉ là họ muốn quyết đoán hơn so với Gam nữa, thì họ chọn là y chang gì cũng được. Tôi nghĩ đó sẽ là cái vấn đề của hai cái đội tuyển này mà thôi. Không có sự sai lầm nào trong cấm và chọn cả, và vẫn sẽ là những lượt cấm như cũ. Bên phía Team Flash, bên phía đội 1, họ sẽ cấm đi Smolder, Senna và Kalista. Còn trong khi đó Gam loại bỏ đi Varus, Vi và Orianna, những cái gương mặt rất là quen thuộc mà thôi. Nhưng lần này Team Flash mới là đội có sự phục vụ của Rell. Rell chọn trước dành cho Team Flash. Quyết định ngược trở lại từ bên phía của Gam là gì đây? Họ vẫn có thể ưu tiên chọn trước Tristana ở khu vực đường giữa, khi mà Kama vẫn còn đang được để hở. Và ở thời điểm này hai đội đã không quá quan tâm nhiều vào Ashe nữa. Thực ra Ashe không có khả năng đi đường quá là mạnh mẽ nếu như cặp với một cái vị tướng xạ thủ nào khác, hoặc là hỗ trợ nếu như Ashe được chơi theo vai trò xạ thủ. Khi mà Valdez đã bị loại bỏ đi rồi thì tôi cũng đã suy nghĩ tới cái vấn đề đó là bên này có Rell thì bên kia sẽ lấy Maokai Tristana. Thì đó là những gì mà Gam đang đề ra. Chắc chắn là bên phía Team Flash có thể sẽ suy nghĩ tới sự lựa chọn như là Azir hoặc là Kama chẳng hạn. Nhưng rõ ràng Tristana không phải là vị tướng ngại cái kèo đi đấu, kèo đường với Kama cũng như là Azir. Cho nên bên phía của Gam vẫn có được những quân bài mà họ sẽ có được cái trục đường giữa rất là mạnh. Tristana luôn luôn có khả năng đẩy đường tốt, và cặp thêm với khả năng khống chế của Maokai nữa thì sẽ là những màn 2v2 hoặc là 3v3 tương đối mạnh dành cho Gam Esports. Lần này là quyết định đánh theo kiểu cố gắng là đọ về cái khả năng để đường và thiên về phòng ngự một chút từ Gen, khi mà chọn đó chính là con Talia ở khu vực đường giữa. Cái tính chất thì cũng không quá khác so với Azir, nhưng mà Talia ít nhất là sẽ có được cái khả năng cao tơ một chút với việc là dùng cái tấm thảm bảo hộ của mình để khiến cho con Tristana này khó trong việc là nhảy lên. Còn bên phía của Gam thì hiện tại đang để nhá là Rumble khu vực đường trên dành cho Kia'Zha, và đã chốt luôn, chốt Rumble và hướng đến cấm những vị tướng có thể đối đầu được với Rumble. Cấm đi Zac và vẫn sẽ còn đó những quân bài như kiểu là Udyr chẳng hạn mà bên phía của Team Flash có thể cân nhắc sử dụng. Còn Pudding trong ván thứ hai này ta sẽ được sử dụng Kai'Sa, một chất tướng cũng rất linh hoạt, vừa công vừa thủ được ở khu đường dưới. Ở trong cái phiên bản 14.3 này thì Kai'Sa sẽ có thể lên giao điện được và cũng sẽ có tốc độ đẩy đường tương đối là tốt nếu như để so với bộ đường dưới của Gam. Nếu như họ có lựa chọn những cặp đôi nào đó mạnh mẽ thì chúng ta sẽ được biết ở trong những cái lượt lựa chọn tiếp theo. Còn bây giờ bên phía của Team Flash, họ không cho Lucian được xuất hiện trong ván đấu này khi mà vị tướng này đã quá quen thuộc trong tay của Bashiro rồi. Cấm Lucian, nhưng mà cái cặp đôi khu vực đường dưới của Gam ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là họ sẽ muốn đánh phòng ngự nhiều hơn. Với việc là họ đã có rất là nhiều sát thương ở khu vực đường trên rồi, bao gồm Rumble, bao gồm Tristana. Còn phía bên Team Flash, họ sẽ cấm gì ở trong cái lượt cấm cuối cùng đây? Varus cộng với Senna cũng đều đã bị cấm đi, đều là những chất tướng có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Aphelos bị cấm, Ezreal không? Ezreal à? Để xem nào, vẫn còn rất nhiều những sự lựa chọn mà Gam có thể cân nhắc. Và thậm chí con Maokai này hoàn toàn có thể được đẩy xuống khu vực đường dưới. Nếu như Rell có thể được chơi trong vai trò hỗ trợ chẳng hạn thì vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn mà Gam có thể cân nhắc. Nhưng họ muốn cho Paisiro có được một cái chất tướng an toàn ở đường dưới. Và đây là cái kèo xạ thủ mà chúng ta thấy rất nhiều lần rồi, Saiya đối đầu với Kai'Sa.
hai vị tướng có khả năng farm ổn định trong những cái nhịp di chuyển của hai người chơi hỗ trợ, thì để xem bên phía Gam họ có muốn lấy đi Rakan hay là Team Flash sẽ là đội tước đi con bài này. Rakan Sayah cũng là một cái cặp khá tốt dành cho bên vua Gam, và phía ngược trở lại Team Flash thì Kai'Sa Rakan cũng là một cặp rất là ổn. Nóc tên chọn như thế này là Rio ở khu vực hỗ trợ để có thể đối đầu với lại Sayah Rakan phía bên kia và chọn một vị tướng khu vực trên. Aatrox được nhé. Ôi, không, vẫn là Aatrox thôi chứ không phải là một con nóc tên đường trên, và chọn Alistar ở trong vai trò hỗ trợ từ bên phía của Team Flash. Vẫn là một đội hình gọi là mang thiên hướng đối đầu trực diện với bên kia. Ở trên là sát thương, ở khu vực nửa dưới là xạ thủ có khả năng carry cộng với lại hỗ trợ mở. Cái vấn đề về Rell hỗ trợ, tôi nhớ rằng nó đang là một cái cơn đau đầu của bên phía Team Flash, bởi vì tôi nhớ đã có trận họ đánh Rell hỗ trợ cùng với Sayah bên phía bên kia, cùng với Sayah ở trong đội hình của mình, sau đó phải gặp một cặp đội hình dưới rất là khó chịu. Nhưng lần này thì tôi nghĩ rằng Rell cùng với Rakan thì sẽ là một cặp nó cân hơn một chút xíu, và hy vọng rằng là Pudding cũng như Sora sẽ xử lý tốt cái kèo này. Còn ở cánh trên thì chúng ta sẽ có một cái kèo Aatrox Rumble, sẽ là một vài những cái sự nhỉnh hơn dành cho Rumble trong tay của Kia'Ya. Và nếu như Kia'Ya quyết định chơi khô máu trong ván đấu này, anh ta hoàn toàn có thể cấm túc biến thứ đốt cùng với thiên thạch biển và đè luôn Marcus ở ngay những cái đội đầu tiên. Còn sẽ là một cái điều kiện mà Team Flash muốn ưu tiên là giấu vòng rừng của Rakta và câu giờ để cho anh chàng này tiến tới đội 6 càng nhanh càng tốt. Còn xét về vòng rừng của Levi ngược trở lại thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ ưu tiên trong việc là tạo ra một vòng rừng đầu an toàn cho Levi. Có chăng thì đây là một chức tướng có khả năng tạo đột biến ở trong vòng rừng thứ hai, hay thậm chí là Levi có thể hy sinh về vòng rừng của mình và găng sớm để có thể tạo ra lợi thế ở khu vực đường. Một cái cắm chọn ở trong ván đấu thứ hai này thì cái tính chất đội hình của cả hai đội nó giống nhau nhiều hơn so với cái ván đấu đầu tiên, và để xem đây là một cái cặp đấu mà thiên về khả năng giao tranh tổng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng bên phía của Team Flash tôi cảm giác rằng họ sẽ có được một cái chút cái sự linh hoạt nhỉnh hơn so với của Gam. Gam sẽ thiên về khả năng giao tranh tổng với chiêu cuối của Maokai. Còn trong khi đó bên phía Team Flash, nếu như họ ngại giao tranh tổng thì hoàn toàn có thể chuyển hướng sang những tướng bắt lẻ với khả năng dồn khống chế cứng của Nocturne, của Rell và khả năng áp sát đến từ Kai'Sa nữa, thì cũng sẽ là những cái chiến thuật mà Team Flash đang đề ra và hy vọng rằng trong ván đấu thứ hai này họ sẽ triển khai một cách cực kỳ là mượt mà để cho chúng ta có thể được chứng kiến thêm một cái cặp solo showdown nữa. Rất mong chờ một cái ván 3 trong ngày hôm nay, khi mà bên phía của Team Flash cũng đã trình diễn một cái lối đánh nó rất cân tài cân sức với Gam ở trong ván đấu đầu tiên. Chúng ta đến với ván đấu thứ hai giữa hai đội. Gam đang dẫn trước 1-0 và để xem hôm nay họ sẽ ra về với một chiến thắng trong một cặp BO3 hay Team Flash sẽ cân bằng tỷ số 1-1. Vẫn đang là một cái thế trận cực kỳ căng kèo, đặc biệt là khi chúng ta đã theo dõi hết toàn bộ ván đấu thứ nhất thì vẫn chưa thể nào mà biết được rằng đội tuyển nào đang có được cái khả năng gọi là nhỉnh hơn về mặt macro chiến thuật. Có chăng thì Gam tinh quái hơn mà thôi, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận rồi. Để xem những cặp hỗ trợ có gì khác biệt hay không đây. Pudding, mưa kiếm với Kai'Sa thì có thể sẽ mở ra một cái câu chuyện, đó là Kai'Sa nguyệt đao cũng có thể lên được, hoặc vẫn sẽ là những cái lối lên đồ cơ bản mà thôi, giao điện rồi là cuồng đao Gunso và đánh Nasor, những cái lối lên đồ mà chúng ta thấy rất nhiều lần bởi quân bài Kai'Sa này rồi. Còn bài Zero cũng sẽ là nhiều đội chết người để hướng tới những tình huống giao tranh ở giai đoạn sau của ván đấu. Mắt được cắm ra đến từ cả hai bên, một tình huống cắm mắt, nhưng mà ngay lập tức có Elio đây để có thể phá đi con mắt này với cái máu quét được lên từ anh ta và giúp cho bên phía của Gam sẽ có lợi thế về mặt cấp độ ở khu vực đường giữa, khi mà Blaze cũng nhanh chân tiến vào để có thể hết kinh nghiệm. Còn trong khi đó ở khu vực nửa dưới, với việc là lộ hỗ trợ ở nửa trên thì chắc chắn là bên phía của Team Flash sẽ chiếm những cái bụi quan trọng ở khu vực phía dưới để tạo thế đẩy đường được ở cấp độ 1. Và Gam sẽ cần phải cực kỳ thận trọng, đặc biệt là Pyro và Elio khi mà họ quay trở lại đường, bởi vì Rell sẽ có khả năng tấn công và dùng sát thương rất tốt với mưa kiếm trong tay của Pudding. Levi sẽ khởi đầu với bãi bùa xanh, hay ta còn trừng phạt, và khả năng cao sẽ muốn dọn dẹp nhanh bãi quái vật rừng này. Đường trên đã va vào nhau từ rất sớm rồi, một bình máu đã được kích hoạt đến từ Kia'Ya. Còn Marcus sẽ là khiên Doran, anh ta sẽ có khả năng hồi phục nhỉnh hơn một chút xíu. Và Marcus anh ta cũng cầm thiên thạch để có thể gia tăng cái khả năng đi đường. Còn khu vực phía dưới ngay lập tức là sát thương chồng vào khi mà Pudding lên W trước ở cấp độ 1 để có thể kích hoạt nội tại càng sớm càng tốt, và nó tạo ra lợi thế về máu đến từ người chơi hỗ trợ. Còn khu vực đường trên, lượng máu này là một cái lượng máu trao đổi cân bằng nha. Những cái vòng rừng thì chắc chắn đang ủng hộ cho Kia'Ya hơn khi mà Levi đang tiến tới rồi. Và đây sẽ là cái kịch bản cực kỳ quen thuộc, chúng ta thấy rất nhiều lần Kia'Ya sẽ chủ động trao đổi sớm với đối phương và sau đó anh ta tạo ra những cái thế lính để giúp cho Levi tiến tới với những thế băng trụ. Còn ở đường giữa, Blade vẫn đang kiểm soát tốt. Đường dưới thì vẫn đang là thế lính cân bằng mà thôi, khi mà Pudding chủ động lấy chiêu thức để lấy máu đối phương. Còn Pyro ưu tiên việc đẩy đường thì chưa có quá nhiều những cái tác động đến từ cả hai bên. Tôi nghĩ đường dưới sẽ tương đối yên bình, tại vì
thật ra hai người chơi đi rừng đều đang là hướng lên khu vực nửa trên để có thể tác động vào đường trên của mình, một cái đường trên rất quan trọng ở trong cái game đấu này. Và Rakta cũng đã xuất hiện ở khu vực nửa trên, một tình huống tiến vào rừng đến từ Levi, anh ta mất flash, đánh nhau khu vực nửa trên rồi và giữ chân thành công. Tóc biến đến đầu tư xảy vào người của Marcus và anh ta đã phải đâm xuống màn gồng chiến công đầu dành cho Kia Gia, nhưng sau đó là trả mạng người trở lại. Rakta là người ăn mạng, người tới ở đây là Blaze và ép tóc biến của Rakta là 1-1 ở khu vực nửa trên. Còn khu vực nửa dưới là thanh tẩy được dùng từ Vyshiro, anh ta lùi về một nhịp, lượng sát thương đầu ra đến từ Pudding là ổn, nó khiến cho Elo và Vyshiro phải rút về. Cái bài tấn công đường trên là thứ mà chúng ta đã thấy quá nhiều lần đến từ Gam rồi, và thậm chí cái bí quyết chiến thắng này còn đã được lên cả trang. Và Rakta vẫn có thể an toàn và anh ta có được luôn cả con cóc để vươn lên dẫn trước về chỉ số quái vật rừng so với Levi phía bên kia. Nhưng liệu có thêm nguy hiểm từ Levi áp lực vào Rakta hay không? Tôi nghĩ là anh ta vẫn đang muốn duy trì áp lực vào con bùa xanh này. Kia Gia có thể di chuyển ra sớm hơn và đó lý do vì sao mà Rakta bắt buộc phải tạm thời rút lui. Tốc biến đến từ Levi để né ra khỏi tình huống bổ quy của Marcus, nhưng Kia Gia cũng rất quyết đoán, anh ta tốc biến thiêu đốt vào người của đứng trên bên phía Team Flash và đem về cho bản thân mình, đó là mạng chiến công đầu. Sau đó thì cũng phải nằm xuống mà thôi khi Rakta đã kích hoạt được đầy đủ số nội tại của nhịp độ chết người. Một điều là điều mà cả hai đã có được và một chút lợi thế nho nhỏ dành cho vị thế của Team Flash. Lợi thế về tiền chắc là nó xuất phát từ cái chỉ số farm của Rakta nhỉnh hơn so với Levi, nhưng quay lính ở khu vực đường trên lại tiếp tục có thể giúp cho Levi can thiệp thêm một lần nữa và khiến cho Marcus gặp nguy hiểm. Còn khu vực nửa dưới thì hiện tại Rakta đang có mặt ở đây nha, cho nên cũng có thể tạo ra một tình huống gank từ bên phía của Team Flash xuống khu vực nửa dưới. Trao đổi sát thương là rất tốt đến từ Kia Gia, anh ta đang có ngưỡng báo động và sau đây đang đợi chiêu thức hồi lại. Sấy Marcus đang gặp rất khó khăn, liên tục sát thương rất nhiều và có một cái gọi là lớp kháng phép ảo từ Marcus kích lên ở trong pha vừa rồi để giúp cho anh ta có thể sinh tồn, nhưng rõ ràng Levi tận dụng cơ hội để có thể có mặt ở khu vực phía trên. Anh ta đang muốn đầu tư tối đa lượng thời gian và tài nguyên của mình để cho Kia Gia được xanh nhất có thể trước khi tiến vào giao tranh, bởi vì nếu như ép được cho Marcus gặp khó khăn. Tấn công vào người của Marcus, giữ chân thành công, bắt đầu sấy sát thương chồng vào và Marcus nằm xuống. Một tình huống băng trụ rất dễ dàng từ bên phía của Gam và nó đã xảy ra như cơm bữa. Lúc nãy chúng ta đang nói dở về cái vấn đề này, đó là cái bài đánh này của Gam thậm chí nó còn được đăng lên cả YouTube của LOL Esports. Đúng. Nghĩa là cái bài này phải là một cái bài cực kỳ hiệu quả và đến cả những cái gọi là chuyên gia của nước ngoài họ cũng rất là ấn tượng bởi cái lối đánh này của Gam. Và một lần nữa họ lại thành công mà thôi. Chúng ta đang nói về việc Levi đầu tư thời gian lên để giúp Kia Gia và đây sẽ là một mũi tên trúng hai đích. Kia Gia vừa khỏe tiến vào giao tranh sẽ là ổn hơn đến từ Gam, và thậm chí còn làm phế đi một cánh tạt đầu đó là Marcus nữa khi mà anh chàng lại bắt buộc phải lên những cái mảnh nhỏ của cái món trang bị tôi quên mất tên rồi, đó là cái chùy gai Amotheus, và nó sẽ khiến cho tốc độ lên những món đồ sát lực của anh ta bị chậm đi rất nhiều. Một tình huống băng trụ không vết xước từ bên phía của Gam khi mà canh những cái nhịp Q2, Q3 để có thể giữ chân của Marcus và Levi dùng cái W của mình để thoát khỏi những cái tình huống đó. Và mặc dù ở trong khoảng thời gian ban đầu chúng ta thấy rằng bên phía của Team Flash có lợi về cái chỉ số farm của Rakta, nhưng rõ ràng những cái thế lính được điều động từ trước từ bên phía của Gam đã giúp cho họ ngay lập tức khai thác được hai mạng hạ gục ở trên top. Chất tướng Nocturne đang khiến cho Rakta gặp một số khó khăn khi anh ta muốn tác động ra các khu vực đường của mình, đặc biệt là khi trước khi anh chàng này có được cấp độ 6. Về mặt cấp độ thì anh ta vẫn đang nhỉnh hơn so với Levi nhờ khoảng thời gian được farm rất nhiều và đang có được cái sự chênh lệch nhẹ nhẹ khoảng gần một cấp độ đến từ hai người chơi đi rừng của chúng ta. Phút thứ 6:30 rồi. Còn để xem Rakta, tôi nghĩ rằng anh ta cũng chỉ cần thêm một bãi quái vật rừng nữa là sẽ có cấp độ 6 mà thôi. Con rồng đầu tiên sẽ là rồng nước và tôi nghĩ rằng đây sẽ là mục tiêu mà Rakta muốn hướng tới khi mà đường dưới đang có một chút lợi thế nhỉnh hơn. Đó là Pudding với lượng chỉ số farm anh ta đang có được trước Pyro. Chắc chắn ở cái thời điểm cấp độ 6 của Rakta, đây đã có được cấp độ 6 từ Rakta, sẽ là thời điểm mà họ muốn phản công và đòi lại những cái lợi thế của mình, nơi mà Levi đang hy sinh rất nhiều lợi thế để có thể giúp cho đường trên của Gam thật sự là xanh xao so với lại đường trên của Team Flash và kiểm soát cua từ bên phía của Gam. Nhiều khả năng tôi nghĩ là Gam sẽ phải bỏ con rồng này vì trên lệch về mặt cấp độ giữa hai người chơi đi rừng là quá lớn. Nhưng mà Rakta như cuối dùng lên khu vực đường trên tấn công vào người của Kia Gia. Kia Gia đã bị hoảng sợ và dứt điểm thành công được Kia Gia. Những cái mạng sắc đao nó lại nằm trong tay của Rakta, cho nên là Marcus cũng không được hưởng những cái lợi ích quá nhiều trừ cái lượng kinh nghiệm mà thôi. Còn trong khi đó Gam họ có được cả con rồng này mà chỉ phải để lại Kia Gia. Kia Gia thậm chí trong tiếng đó anh ta cũng chỉ đầu tư mỗi chiêu cuối để dọn dẹp những con lính, anh ta không mất quá nhiều thứ khi mà cái đợt lính mà Marcus sửa từ trước đó nó cũng không phải là một cái thế đẩy quá khó để Kia Gia phải kêu gọi những người đồng đội để hỗ trợ mình.
Và Levi thậm chí còn đang muốn gọi là làm cái tốc độ ăn dầu của mình nó chậm một chút xíu và câu giờ cho Elio đi kiểm soát tầm nhìn. Và họ đã thành công trong việc khai thác được mục tiêu trong cái nhịp mà Rakta muốn hướng lên cánh trên để đòi lại một chút lợi thế cho Marcus. Cái ý đồ chiến thuật của cả hai bên là quá rõ ràng trong pha vừa rồi. Đối với bên phía của Gam á, thì họ tận dụng việc Rakta có mặt ở khu vực ở trên để lấy được con rồng. Còn team Rat thì lại muốn về mặt kinh tế nhiều hơn với việc là tìm kiếm lên khu vực đường trên và tiếp cận vào Kia'Zah, một người chơi đang có một cái lượng treo thưởng nhất định. Và bây giờ đồng ý là Marcus anh ta không có được mạng gục, nhưng Rakta lại xanh khu vực đường giữa là Blaze vừa mất nhảy và bắt buộc phải đầu tư Luka chiêu cuối để có thể đảm bảo được độ an toàn dành cho bản thân của mình. Nhưng nếu như đổi như vậy thì tôi nghĩ rằng sẽ chỉ là một cái biện pháp ở gọi là ngắn hạn mà thôi. Bởi vì cái lượng tiền thì bạn sẽ có thể gia tăng theo thời gian, còn những con rồng thì nó sẽ giúp cho bên phía Gam có được cái lợi thế giao tranh tổng của mình nhiều hơn. Và Kia'Zah đồng ý anh ta phải nằm xuống thật, nhưng anh ta không mất quá nhiều thứ trong cái tình huống đó, khi mà cái đợt lính nó chỉ là đợt lính ngang nhau mà thôi. Anh ta không mất quá nhiều để kinh nghiệm, và thậm chí chỉ số lính anh ta vẫn đang dẫn trước so với Marcus bên phía bên kia. Chúng ta đã nói về việc là Marcus phải đầu tư một số tiền nhất định vào cái món trang bị phòng ngự, đó là kiếm răng cưa trên người của mình, thì Kia'Zah đang ngày càng tiến gần hơn tới với có thể là quyền trượng báo tố hoặc là ngọn lửa hắc hóa. Còn bây giờ để xem lần chiêu cuối thứ hai Rakta sẽ muốn đầu tư đi đâu. Nếu như đoán không nhầm thì sẽ là khu vực đường trên, nơi mà Sora cũng đang bắt đầu di chuyển. Và anh ta đã vòng ra sau lưng của Kia'Zah rồi. Kia'Zah có thể gặp nguy hiểm trong pha này hay không, khi Rakta cũng đang sẵn sàng với chiêu cuối của mình. Bật chiêu cuối từ Marcus, tiếp cận vào người đối phương, đóng bí để đầu tư. Và Hoang Tưởng Dung lên khu vực đường trên, chắc chắn rồi Kia'Zah sẽ phải nằm xuống thêm một lần nữa. Một tình huống mà Sora đã luôn rất hay. Tôi không biết là anh ta đã sử dụng một tình huống hắc kim thuật qua tường hay là tụ biến ma thuật qua tường để nách ra khỏi cái con mắt vừa rồi. Nhưng không quá quan trọng, khi đó vẫn là một tình huống gánh ba người thành công. Và thêm một lần nữa Kia'Zah nằm xuống. Lần này thì sẽ là một đợt lính khó chịu hơn nhiều, và Kia'Zah bắt đầu cảm thấy cái sức nóng mà Team Flash đang nhắm vào mình rồi. Còn Levi, anh ta cũng đang phải gặp sự khó khăn tương tự khi mà Rakta cướp nốt những phần rừng còn lại và khiến cho Levi sẽ gặp khó khăn với việc tiếp cận với những cái cấp độ tiếp theo. Đánh nhau ở khu vực này nhưng mà chỉ là câu rỉa mà thôi, khi mà Elo cũng ngay lập tức rút về cùng với đồng đội. Rõ ràng là có những cái lợi thế nhất định dành cho bên phía của Team Flash khi mà Rakta ăn nhiều mạng như thế này, vì chắc chắn sẽ có cái khả năng đánh nhau tiếp ở trong những cái chiêu cuối thứ ba, thứ tư mà Rakta tung ra. Nhưng việc kiểm soát sau thì sao? Bên phía của Gam đang kéo người lên khu vực nửa trên, Rakta không có chiêu cuối. Elo là người đứng đầu, mặt đã dây sóng được dùng từ Gen tiếp cận vào người của đối phương, và Gam bắt buộc phải rút về một nhịp. Sau đầu được ăn dành cho bên phía của Team Flash, họ sẽ kiểm soát luôn cả sau 2. Như vậy là Gam đang mất thế kiểm soát sau. Quyền lực thiên nhiên được bung từ Levi và mưa tên lửa rải ra, giao tranh tổng bắt đầu. Bên phía của Gam có lại một sâu, sát thương đang chồng vào người của đối phương. Nạn nhân hiện tại là Marcus, anh ta đang chống chịu khá tốt và anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Lay được bắn, Kia'Zah đang được xảy, sát thương rất nhiều từ Kia'Zah, sát thương đủ dứt điểm thành công được Rakta. Nhưng Kia'Zah cũng cực kỳ thấp máu, Zen đang trả sát thương ngược trở lại và dứt điểm thành công. Double kill dành cho Zen. Như vậy là một pha giao tranh 2 đổi 2 đến từ cả hai bên. Và những con sâu hư không này cũng sẽ chỉ là 3 đều mà thôi. Một pha giao tranh mà bên phía Gam là đội thất thế hơn, nhưng những cái chiêu thức họ tung ra là cực kỳ chuẩn xác. Quyền lực thiên nhiên kết hợp với mưa tên lửa để giúp cho Gam vẫn giữ lại được những gì họ cần. Còn trong cái nhịp đó thì Pyro cũng đã khai thác được những cái khiên trụ ở nửa đường dưới. Như vậy là một cái lượng tài nguyên vẫn ổn và bên phía Gam có thể cảm thấy hài lòng. Blaze khởi đầu giao tranh, anh ta được bắn free hoàn toàn. Còn Marcus và Rakta cực kỳ tập trung vào việc phải lấy đi những con sâu. Bên kia thì Jhin cũng đã có những góc để ném đá rất là ổn. Sau đó cái tình huống sử dụng chiêu cuối thì phải đến từ Blaze, nó hơi thiếu sát thương một chút xíu và để cho Marcus thoát đi. Bên này thì Levi cũng có được cái sự may mắn tương tự, còn Kia'Zah thì không, khi mà cái lượng sát thương của Jhin ở hiện tại vẫn đang là rất nhiều. Nếu như pha đó mà Blaze anh ta dứt điểm thành công được Marcus thì có vẻ như những cái diễn biến đã khác và có lợi thế hơn dành cho Gam. Nhưng không, đó là một pha trao đổi mà xét về cái lượng kinh tế tôi cảm giác là vẫn ổn dành cho bên phía của Team Flash, khi họ dồn được một cái lượng tài nguyên tương đối cho Gen, người chơi sẽ là nguồn sát thương đầu ra ở giai đoạn về sau của Team Flash. Còn khu vực nửa trên thì Kia'Zah với những cái lần nằm xuống của mình, anh ta đã bắt đầu bị chậm lại về nhịp farm và để cho Marcus bắt kịp về cái lượng farm. Chính xác, và Kia'Zah bản thân ta cũng nhận ra được cái lợi thế mặt kinh tế của mình không còn nữa và bắt buộc phải lên đai tên lửa Hattech, một cái món trang bị mà nó cũng không đem lại quá nhiều những cái chỉ số ngon dành cho con bài Rumble thì hiện tại so với những cái món trang bị khác, ví dụ như là quyền trượng bão tố hay là những cái mặt nạ đó đầy chẳng hạn. Thì Kia'Zah bắt buộc phải thích nghi với những cái lần mà anh ta phải nằm xuống. Nhưng không sao cả, đường dưới Pyro vẫn đang có nhịp farm ổn định trong khoảng gian mà anh ta được thả ra. Còn Pudding cũng tương tự nữa, hai xạ thủ như là không giao tranh trong tiếng đó.
và họ một người là farm đường giữa, một người farm đường dưới, đều là những cái lượng tài nguyên được dành cho hai cái anh chàng này. Và tôi nghĩ rằng họ sẽ phải lên tiếng ít nhất là ở trong pha giao tranh rồng tiếp theo. Mục đích thì sẽ có cái cơ sở lên tiếng với cái khả năng đẩy đường của cái giao địa, nhưng khu vực ở trên sẽ là băng tụ ba người, mưa tên lửa rải ra, có luôn cả hai dịch chuyển sẽ thương trọng và dứt điểm thành công được Market. Người đáp đất là Zen, anh ta bị tiếp cận ngược trở lại và băng trụ vẫn đang tiếp tục được tiến hành từ bên phía của Gam. Họ trả lại một mạng, đó chính là play nằm xuống là 2-2, là 2-2 mà thôi ở khu vực ở trên. 2-2 nhưng đã có những mạng chắc đao được bên phía Gam khai thác, và tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc này. Marcus mất lính, Zen mất lính, người ăn được chắc đao đó là Kia'ya. Hình như Blaze cũng đã có được một mạng thì phải không, như là Kia'ya double kill rồi sau đó là Zen tương tự nữa. Levi sẽ là người ăn đi những cái lớp kiến trụ này, và chúng ta cũng được xem lại một tình huống mà Marcus không có tốc biến, anh ta không thể dãy dụa được quá lâu. Băng trụ rất là ổn ở nhịp đầu tiên rồi, nhưng khi Zen tới, cái lượng sát thương của anh ta với những cái viên đá là cực kỳ nhiều và khiến cho Blaze cũng như là Kia'ya gặp khó khăn. Lại tiếp tục là cái lượng tiền được chảy vào túi của hai bên khi mà lại tiếp tục gia tăng về mặt kinh tế. Còn trong khi đó thì Team Red cũng tận dụng khoảng thời gian đó để có thể có được một con rồng dành cho mình. Cái tỷ số về đồng thời hiện tại đã cân bằng, nhưng mà khoảng cách về tiền thì Team Red đang nhỉnh hơn một chút với những cái lượng farm nhất định đến từ Rakha. Anh ta đang hơn farm so với lại Levi là 30 chỉ số quay mặt rừng. Chỉ số farm của Levi tôi nghĩ không quá quan trọng, bởi vì dù gì thì sau này anh ta cũng sẽ nhường lại cho người đồng đội mà thôi. Chất tướng Maokai cũng chỉ cần đâu đó khoảng từ 2 món trang bị cho tới 3 món trang bị là có thể đủ chơi rồi. Anh ta không cần quá nhiều cái lượng tiền trên người của mình, thay vào đó anh ta đầu tư thời gian cho Kia'ya. Và nãy giờ kế hoạch này nó vẫn đang thành công, và nó khiến cho Kia'ya có thêm những cái lượng tiền bắt đầu ổn định dần. Và anh ta đã cầm được thêm một gậy quá khổ nữa. Và đây sẽ là tình huống giao tranh ở sứ giả. Kia'ya đang có ngưỡng báo động khá là ổn, và Elio cũng đã bắt đầu di chuyển lên rồi. Tôi đang thấy có những động thái đổi đường đến từ Blaze và Jhen. Hai chàng này không có dịch chuyển. Như vậy nếu như giao tranh trên sứ giả thì sẽ tiếp tục là 4-4 mà thôi. 4-4, như lần này có sự xuất hiện đến từ những hỗ trợ và xạ thủ. Và khi mà tài nguyên được dồn cho xạ thủ thì chắc chắn đội có lợi thế về cái lượng tài nguyên sẽ tốt hơn. Bây giờ gặp nhau ở bên trong khu vực rừng, giữ chân thành công liên tục vào người của Sora, và Sora nằm xuống không kịp dãy dụa. Nhưng đó chỉ là một người chơi hỗ trợ mà thôi. Và bây giờ thì Gam lại chuyển sang cái hướng đó là bắt lẻ, giống như những gì mà Team Flash đã thể hiện trong những cái tình huống mà họ bắt vào Kia'ya. Còn con sứ giả đã được khai thác thành công đến từ Marcus cũng như là Rakha rồi. Lượng máu của trụ một đường giữa bên phía Gamespot không còn quá nhiều. Tương tự là đường trên, không, đường trên vẫn còn khá nhiều khi mà Kia'ya vẫn đang phòng ngự ổn. Và bây giờ thì Marcus cũng đang dần dần hướng tới cái mãng xà kích rồi. Play bóc được trụ một hay không đây? Tôi nghĩ là có được. Và an toàn là nhảy ngược trở về để có thể thoát khỏi cái tầm tấn công của đối phương. Một trụ đầu dành cho bên phía của Gam, đổi lại là một con sứ giả. Trước đó thì Gam cũng khai thác thành công một mài hạ gục của Sora nữa để có thể có thêm được một cái lượng tài nguyên tương đối. Bây giờ sứ giả được khai thác ở khu vực đường giữa. Cái máu của trụ một khu vực đường giữa thì cũng còn nhiều, nhưng khi mà Team Nash đầu tư đủ người ở đây thì Pyro thậm chí là người gặp nguy hiểm. Anh ta bắt buộc phải bung chiêu cuối. Trụ một đường giữa đã có dành cho bên phía của Team Flash. Con sứ giả này nó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, đó là tạo ra cái sự chênh lệch về mặt công trình ở đường giữa mà thôi. Chứ trụ một đường, trụ một toàn bản đồ trước đó đã được Blaze bóc đi ở đường dưới rồi. Và con rồng hoặc là Baron vẫn còn khoảng ít nhất là 2 phút nữa mới xuất hiện. Cho nên ở thời điểm này, Team Flash họ sẽ có được một chút nhỉnh hơn so với đối phương về khả năng di chuyển, để cắm những con mắt sâu và đoán được cái vòng rừng tiếp theo của Levi sẽ là gì. Và Elio cũng như Levi đang muốn kiểm soát khu vực rồng này, khi mà khoảng gần 2 phút nữa sẽ là lúc mà con rồng thứ 3 của ván đấu xuất hiện. Marcus anh ta có dịch chuyển, Kia'ya không có. Đây sẽ là điều mà bên phía Gam cần phải cân nhắc. Họ sẽ muốn cho Kia'ya đẩy tiếp đường trên, hoặc là kéo Kia'ya xuống dưới này để có thể phủ đầu Team Flash trong một tiếng giao tranh. Thì đó sẽ là cái quyết định mà Gam cần phải đưa ra. Nếu như mà họ muốn có rồng thì họ sẽ cần phải cắt cử Kia'ya xuống khu vực nơi dưới, vì đây là người chơi không có dịch chuyển, và để cho Blaze là người đẩy ở khu vực nửa trên. Nhưng với cái thế chia như thế này thì nhiều khả năng là họ đang ưu tiên vào cái trụ một khu vực đường trên nhiều hơn so với việc là cạnh tranh con rồng tiếp theo của ván đấu. Vẫn có nhịp, vẫn còn nhịp, một phút hơn nữa thì rồng mới ra. Và bây giờ thì Kia'ya đang bắt đầu biến về. Chính xác, đây chúng ta đã thấy được cái tình huống biến về đến từ cả Kia'ya và Blaze rồi. Và hai người chơi này như anh Chí đã chia sẻ đã bắt đầu đổi chỗ cho nhau. Như vậy là Gam họ không muốn buông bỏ con rồng này. Họ không muốn làm cái kịch bản lúc nãy nữa, đó là bỏ mục tiêu và bắt lẻ vào một ai đó. Lần này họ muốn cạnh tranh, bởi vì đây là con rồng thứ 3. Và sẽ là một cái con rồng, nếu như Gam không ăn ở cái con rồng này thì họ sẽ bắt buộc phải rơi vào cái tình huống ở trong con rồng sau. Nhưng bây giờ Kia'ya mất chiêu cuối để dọn lính. Anh ta biết được rằng đang có người rình rập trong phần rừng của mình. Tỉnh, anh ta biết rõ là Rakha đang đứng ở đó, và dùng luôn cái chiêu cuối một cách gọi là không thương tiếc luôn, không ngần ngại, để có thể dùng chiêu cuối dọn dẹp đất lính và quay ngược trở về với khu vực an toàn. Như vậy thì trước thềm rồng,
bên phía của Gam đã mất đi một cái công cụ giao tranh tổng, đó chính là cái mưa tên lửa của Kyria. Khoảng trống đẩy có dành cho Blaze ở khu vực đường trên, và Levi cũng đang xuất hiện ở khu vực này. Vậy là Gam vẫn quyết định là bỏ rồng để có thể tìm kiếm vào những công trình. Marco hay, tôi đánh giá đây là tình huống Marco rất là hay, bởi vì họ vẫn đặt được một cái mục đích, đó là đưa Kia xuống đường dưới. Nếu như cần đánh rồng thì vẫn sẽ có sự góp mặt của Kia, và cần thì Blaze sẽ dịch chuyển xuống. Nhưng khi đã có được thông tin là đang có những thành viên muốn rình rập vào Kia thì không cần ngại, ta đầu tư chiêu cuối để dọn dẹp lính và mở ra khoảng trống ở đường trên để cho Blaze tiếp cận với trụ một đường trên. Và bây giờ Marcus có thể gặp nguy hiểm ở đây, muốn băng trụ, muốn tiếp cận vào người của Marcus, chuyển đối đầu tư. Và sau đó xét thương đang chồng vào, CC đang chồng vào, Marcus không có khả năng phản ứng, anh ta đã phải nằm xuống. Dịch chuyển từ Gen, dịch chuyển không chính xác hơn là tình huống di chuyển từ Sora. Và bên phía của Gam rút về, rồng thì vẫn đang được ăn từ một mình vị trí của Putin mà thôi. Ăn khá chậm, nhưng tôi nghĩ là khi Darktha tới thì con rồng này vẫn sẽ nằm trong tay các thành viên bên phía của Team Flash thôi. Khi mà Gam cũng đã đầu tư rất nhiều tài nguyên, chiêu cuối của Levi, rồi chiêu cuối của Blaze và cả chiêu cuối của Elio nữa để hạ gục được Marcus trong tiếng vừa rồi. Họ lấy được một trụ cộng thêm một mạng, và để cho đối phương lấy được trụ đường dưới cộng với con rồng thì nó sẽ vẫn là một cái thế mà tôi nghĩ hai bên có thể chấp nhận được. Nhưng bây không giờ giữ chân thành công hay, không đi về được với chiêu cuối đến từ Gen, anh ta sẽ phải bị giữ chân và không còn tốc biến thì Gen sẽ phải nằm xuống. Một mạng gục chấm dứt rất quan trọng, nằm vào túi của Blaze. Tuyệt vời, nó không chỉ là một cái lượng tiền lớn được chảy vào túi của Blaze mà nó còn khiến cho bên phía của Team Flash phải cắt cử thêm một người nữa để phòng ngự ở khu vực đường trên. Và nó sẽ mở ra khoảng trống để cho Kia di chuyển xuống đường dưới và tiễn thêm một đợt lính nữa vào. Nghĩa là ở trong cái tình huống mà Gen anh ta hồi sinh thì sẽ bắt buộc phải có thêm những thành viên có dịch chuyển, đó là Marcus, xuống đường dưới để phòng ngự. Nhưng bây giờ cái lượng đồ trên người của Marcus và Kia đã có sự chênh lệch rồi, thì Kia hoàn toàn có thể ép những tình huống đưa Marcus vào trạng thái yếu máu, rồi sau đó dịch chuyển, chính xác là đi bộ lên khu vực đường trên và hỗ trợ đồng đội trong những tiếng ép Baron. Thì đó sẽ là cái bước macro mà bên phía Team Gam eSports có thể là đang hướng tới. Đây là một cái ván đấu thứ hai mà Gam đang làm không khác gì với ván đấu đầu tiên, khi mà họ ưu tiên vào cái khả năng bắt lẻ, cái khả năng lấy công trình từ các thành viên đi cánh của mình. Kia cộng với lại Blaze đang thực hiện rất tốt điều đó với sự hỗ trợ của Levi. Một ngày thi đấu mà Gam đang cho thấy một cái thái cực rất khác so với những gì mà chúng ta từng thấy ở tại Gam trước đây. Gam trước đây mặc dù ở trong khoảng thời gian ban đầu họ có thể thua thiệt về cái lượng tiền, nhưng họ sẽ ưu tiên về khả năng giao tranh tổng tốt hơn so với đối thủ. Còn bây giờ thì Gam đã ưu tiên về cái khả năng macro nặng hơn rất là nhiều so với khả năng giao tranh tổng. Gam đã đánh cực kỳ linh hoạt. Một đội hình đây rồi, gặp nguy hiểm. Hoàng tử lên khu vực đường trên, tiếp cận vào người của Blaze. Blaze mất tốc biến, hoảng sợ được dùng. Và sau đó Blaze vẫn đang bị tấn công, nhưng quyền lực thiên nhiên giữ chân thành công được Gen. Và Gen một chấm máu. Đây là bốn thành viên của Team Flash có mặt ở khu vực này. Người đang di chuyển lên đó chính là Elo, bắt đầu dùng chiêu cuối. Giữ chân được tương đối nhiều người, nhưng anh ta bị giữ chân ngược trở lại và đã phải nằm xuống. Mà hai gục đã có dành cho Gen. Cuối cùng thì Levi tiếp cận và dứt điểm được đường giữa của Team Flash. Trao đổi là 2-1 dành cho bên phía của Team Flash, và họ sẽ áp lực vào trụ một khu vực đường trên. Tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở đường trên mà họ hoàn toàn có thể ép Gam vào một cái thế tấn công Baron. Khi mà những cái chiêu cuối quan trọng bên phía của Gam đã không còn, đó là cái quyền lực thiên nhiên hay thậm chí cả là bộ pháp thần tốc trong tay của Rakan nữa, nhưng vẫn còn đó là mưa tên lửa, thì Team Flash hoàn toàn có thể cân nhắc bằng cái việc là lấy công trình, rồi sau đó đánh giá tình hình, nếu như họ kiểm soát tầm nhìn tốt thì có thể là ép Gam ra, còn nếu không đơn giản là lùi về và mua thêm trang bị mà thôi. Vẫn đang là một cái thế diện rất cân, 10 đều về mạng và đều có 38.000 tiền, 39.000 tiền đến từ cả hai đội, bắt người tốt. Nhưng tôi cảm giác là nếu như tình huống này anh ta Levi góp đấm quy đẹp hơn thì hạ gục đường trên ngay từ nhịp đầu. Đúng. Chứ không cần phải tới cái nhịp tiếp theo. Nhưng Jane cũng không làm được quá nhiều thứ trong cái tình huống anh ta sống. Không, anh ta vẫn lên thêm một mạng. Nhưng mà không sao cả, tôi nghĩ rằng là một tình huống mà Gam cũng đã rất nỗ lực rồi. Nhưng vẫn là đổi lời dành cho bên phía của Team Flash khi mà họ có được hai mạng gục cộng với lại cái trụ một khu vực đường trên. Chính xác. Cái pha trao đổi vừa rồi nó đã giúp cho bên phía của Team Flash ít nhất là rút ngắn khoảng cách về tiền, và họ đang lợi thế về cái chỉ số rồng đang có được. Trụ một khu vực đường giữa không còn từ Gam sẽ khiến cho Gam càng khó khăn hơn trong việc là kiểm soát nửa mảng trên bản đồ, với việc là trụ một khu vực đường trên và trụ một khu vực đường dưới đã mất. Cái vấn đề ở hai cánh của Team Flash đang được giải quyết khá là ổn bằng việc họ đã bóc được cái trụ một đường trên, bây giờ bị bắt lẻ lại. Bắt người. Đó là Darktha. Nhưng mà Darktha rất trâu. Darktha đủ độ trâu và anh ta không bị áp lực về lượng máu. Anh ta vẫn có thể sinh tồn được. Thậm chí là có cả Gen tiến ra hỗ trợ. Bên phía của Gam bây giờ sẽ gặp một vài cái khó khăn nhất định. Dây thép gai và tim băng trên người của Darktha. Đó là lý do vì sao mà anh ta không nằm xuống trước những phát bắn của Blaze trong tiếng vừa rồi. Đọ đam đến từ hai bên. Nhưng mà Kia cảm thấy không quá cần thiết với tình huống đó. Marcus
bung chiêu trượt thì kia giai đơn giản lùi về, đơn giản là lùi về mà thôi. Còn khu vực đường giữa thì Paisiro cũng phải chịu những cái áp lực nhất định vì đó là giao điện trên người của Pudding. Anh ta sẽ đẩy trước liên tục so với lại Paisiro để có thể tạo được cái khả năng kiểm soát bên trong rừng nửa mảng trên của Gap. Nãy giờ chúng ta nhắc hơi ít về hai xạ thủ, đơn giản là bởi vì họ không tham gia vào những tiếng giao tranh, chỉ có sự xuất hiện của nửa trên bản đồ đến từ cả hai bên và cộng thêm người hỗ trợ mà thôi. Hai xạ thủ vẫn đang cố gắng hướng tới những món đồ thứ ba nhanh nhất có thể, và Pudding có thể sẽ là người hướng tới trang bị thứ ba nhỉnh hơn khi mà anh ta bây giờ mới là người hoàn thành xong cái giày. Anh ta đã ưu tiên những cái món trang bị nhỏ của Dinosaur trước. Còn Paisiro hơi chậm thì phải, anh ta cũng đang hướng tới những cái thanh trường kiếm và có thể sẽ là huyết kiếm hoặc là nỏ thần Dominic, tùy theo nhận định của Paisiro anh ta đang thiếu cái gì. 30 giây nữa rồng sẽ xuất hiện và Gam cũng đã bắt đầu tiến ra đây để kiểm soát rồi. Những cái tia truy kích của Pudding cũng sẽ giúp cho Team Flash giảm thiểu cái khả năng họ bị bắt lẻ. Có vẻ như là Gam sẽ không muốn bỏ con rồng này. Họ không có lý do gì để có thể chịu một cái áp lực linh hồn rồng ở trong con rồng sắp tới nữa. Cho nên việc cạnh tranh con rồng này là điều dễ hiểu từ Gam. Còn Team Flash chắc chắn rồi, họ sẽ muốn áp lực. Có thể con rồng này họ sẽ không nhắm tới quá nhiều mà họ nhắm tới cái khả năng giao tranh tổng với Gam phía bên kia. Chính xác. Đây sẽ là một cái cớ mà thôi. Bởi vì nếu như Team Flash ăn được thì họ sẽ có rồng bản lề. Còn nếu như họ nhả cho Gam ăn thì cũng sẽ chỉ là hai điều về rồng mà thôi. Bên phía Team Flash đang có lợi thế về tinh thần cực kỳ thoải mái. Team Flash đang là đội đứng ngoài và Gam đang khởi động vào bên trong khu vực hang rồng. Người ăn rồng là Paisiro vẫn chưa ăn quá nhanh và hai bên đang chuẩn bị cho một pha giao tranh tổng bắt đầu lao thẳng vào. Đó chính là các thành viên của Team Flash tiếp cận vào người của đối phương. Chiêu cuối được dùng tới Elo. Anh ta lùi về với đồng đội và bản năng sát thủ đến từ Pudding để có thể bắn được vào phía sau của đối phương. Một mạng dành cho Pudding. Anh ta vẫn đang có được double kill cho Pudding. Và bây giờ Pudding đang thật sự lên tiếng kia và cũng lên tiếng phía bên kia khi dứt điểm thành công được đường trên của Team Flash. Rất thao tốc biến lên tìm kiếm vào người của Kia Gia và liên tục là tiêu truy kích bắn ra từ Pudding. Có được mà hai gục của Kia Gia, 1, 2, 3 mạng dành cho Team Flash. Và nạn nhân thứ tư sẽ là Levi đang bị ôm bởi các thành viên của Team Flash. Zen đang là người tiến cao liên tục phi thạch vào và Levi không dính quan địa chấn, anh ta vẫn lùi về được nhưng mất người và Team Flash sẽ tìm kiếm vào con rồng. Pha giao tranh quá hay của Team Flash và chúng ta thấy sức mạnh của một đội hình tất cả thành viên đều lao vào, nó sẽ khiến cho Gam gặp một số những cái vấn đề trong nhịp mà họ bị tắt đèn. Họ không có được lượng thông tin đầy đủ về vị trí đứng của Jen, của Pudding thì làm sao để khóa mục tiêu vào hai anh chàng này được. Và con rồng thứ ba đã có dành cho Team Flash rồi và chúng ta cũng được xem lại tiếng này. Tắt đèn sớm, cắt tường có vẻ là không đẹp lắm, nhưng nếu nhìn kỹ nó sẽ đưa cho bên phía Gam vào một cái thế địa hình cực kỳ hẹp. Và cái địa hình này không khác gì một cái thế để cho Marcus liên tục chặt những cú quy của mình một cách chuẩn xác cả. Và khi Pudding bay vào tuyến sau không còn ai bảo kê nữa thì sẽ là một cái giai đoạn mà anh ta xả sát thương cực kỳ thoải mái. Đắc Tha cực kỳ đánh đái, ta tốc biến lên và chém những nhát chém vào Kia Gia, không cho đường trên của Gam rút lui. Và Levi, anh ta hình như là có sống không thì con đó không nhỉ? Xong, có xong. Đúng không? Nhưng mà rồng thì mất. Và cái đội hình của Gam là một cái đội hình giao tranh diện rộng tốt hơn với những cái chiêu cuối của Maokai, chiêu cuối của Rumble. Nhưng đó là một pha giao tranh góc hẹp. Cái khoảng trống để cho Paisiro bắn là không có khi Pudding đã đi vào sau lưng đội hình của Gam với cái bản năng sát thủ. Và kết quả là một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn dành cho bên phía của Team Flash, giúp cho họ khai thông được thế trận ở thời điểm này. Chính thức họ đang vượt lên dẫn trước với Gam về tiền, về cái lợi thế mà mình đang có. Đây là hai đội hình đều đòi hỏi phải là người chủ động. Nếu như Gam là đội chủ động hơn thì họ sẽ có được lợi thế với quyền lực thiên nhiên và mưa tên lửa. Nhưng trong tình huống giao tranh trước đó chúng ta không thấy được điều đó, khi mà tắt đèn sớm đến từ Dark Tower rồi sau đó là cắt tường đến từ trên và đưa Gam vào địa hình hẹp như mà như những gì mà chúng ta vừa phân tích. Và bây giờ thì lợi thế đã bắt đầu có 2.000 tiền chênh lệch đến từ Team Flash. Cái câu chuyện bây giờ là họ có giữ được lợi thế này và đưa ra được những bước macro chính xác hay không? Baron, liệu có một cái cảnh mà Levi tiếp tục cướp Baron hay không khi mà hệ thống nổ có cho Gam nha. Baron còn 6.000 máu, tường được cắt từ Zen. Baron còn 4.000 máu, Elo là người đứng phía bên ngoài. Baron còn 2.000 máu, Baron không được cướp thành công từ Levi. Nhưng giao tranh nổ ra, đó là khiêu khích nhiều người từ Elo và có được mà hạ gục đến từ đây khi anh ta bắn tốt ở phía sau. Ở trên kia thì Levi cũng bị dứt điểm. Nhưng phía bên này, hai họng súng của Gam đang lên tiếng. Ratha bị tiếp cận, nhảy lên từ đây tiếp cận vào Ratha. Và Ratha, 100 máu đã phải nằm, mạng hạ gục thứ 3 dành cho Gam. Và Team Flash mất 3 người, họ có 2 bùa lợi Baron. Liệu Gam có muốn đổi thêm 2 bùa lợi Baron hay không? Họ lấy vào khu vực đường giữa nha, họ đẩy khu vực giữa và lùi về. Đợt lính là quá nhỏ để cho Gam có thể tiếp tục nghĩ tới trụ một đường giữa của bên phía Team Flash. Nỗ lực là có đến từ Levi, nhưng sát thương của Pudding ở thời hiện tại cộng thêm trừng phạt trên người Dark Tha nữa đã là những thứ giữ lại cho bên phía của Team Flash con Baron này. Và Levi cũng đã rất nỗ lực trong việc câu giờ rồi. Marcus bên phía bên kia chỉ là một con Aatrox sát lực mà thôi, cho nên ta không có quá nhiều khả năng chống chịu, tương tự là Sora nữa. Để xem nào.
hơi sớm đến từ cái trừng phạt của Rakta, rồi sau đó là nội tại đến từ con bài Kai'Sa này hạ gục Baron, và nó khiến cho Levi bị khó khăn. Marcus thì sao đây? Ở nơi dưới khi mà Blaze đang gặp nguy hiểm, dịch chuyển được đầu tư từ Marcus, sự hỗ trợ là có từ các thành viên của Gam, và tạm thời thì Blaze vẫn an toàn. Một pha giao tranh mà thêm một lần nữa lại là cái địa hình hẹp, nhưng lần này không ai hỗ trợ Marcus cả, anh ta quá cô độc. Nhưng mà cuối cùng thì Team Flash cũng hài lòng được khi mà hai thành viên quan trọng nhất của họ là Pudding và Jhin vẫn còn những cái bộ lại Baron trên người, và họ sẽ muốn mở một đợt tấn công xuống đường dưới. Đấy, không phải dưới. Đấy, anh ta đã mắc một lỗi rất quan trọng ở trong cái ván đấu này, khi đó là tình huống nằm xuống, gần như là nằm xuống chay. Anh ta hoàn toàn có thể tính những góc về, góc biến về nó an toàn hơn. Đúng. Bởi vì rõ ràng là đã có những người đồng đội ở đó để phòng ngự rồi. Bây giờ khi một trong hai họng súng quan trọng nhất của Gam nằm xuống, thì Team Flash không có gì phải sợ cả, họ có bùa lại Baron mà đang muốn ép vào trụ đường giữa bảo vệ nhà lính của Gam. Họ đẩy đường giữa, họ lấy được trụ ba khu vực đường giữa, họ lấy được nhà lính ở khu vực giữa và mở đánh luôn. Họ tiếp cận vào người Levi, Levi mất tốc biến và tường cắt ra và lao vào của Elo, không mất tung được ai cả. Và bên phía của Team Flash vẫn tiếp tục duy trì thế đẩy, đợt lính ở khu vực đường dưới đã chạm vào trụ và tiếp tục đẩy, còn đợt lính khu vực đường giữa bây giờ mới được dọn dẹp xong từ bên phía của Gam. Blaze còn 5 giây nữa hồi sinh. Và con xe này vẫn đang còn, Kia'Ya đã bắn được cái móc lao điện cuối cùng để hạ gục con xe. Và cuối cùng thì Team Flash cũng hài lòng mà thôi, họ vẫn còn 40 giây nữa để khai thác bộ lại Baron này. Tuy nhiên không còn lính nữa, và tôi nghĩ rằng sẽ chỉ đơn giản là cướp những bãi quái rừng trước khi rút về mà thôi. 50 giây nữa rồng sẽ xuất hiện, và Team Flash cần phải tận dụng tốc độ biến về của Baron để mua thêm trang bị và sau đó trở lại. Jhin đã cầm triệu hư vô, sát thương của anh chàng này bây giờ sẽ là cực kỳ nhiều, và chỉ cần anh ta đứng ở một cái vị trí an toàn mà thôi, khi bây giờ thậm chí anh ta có cả giáp bay Seeker nữa, thì khi Jhin sống, Pudding đồng hồ cát luôn, thì câu hỏi bây giờ là Gam tìm cách nào để bắt vào hai anh chàng chủ lực của Team Flash. Sẽ có rất nhiều khả năng câu khéo dành cho Team Flash ở trong pha giao tranh sắp tới, khi mà họ có hai đồng hồ trên người của Pudding, trên người của Jhin. Còn trong khi đó phía bên kia thì cũng có đồng hồ của Kia'Ya. Nhưng chắc chắn rồi, khi mà Kia'Ya ở trong trạng thái bóng hồ, nghĩa là Gam đang gặp một vài cái khó khăn nhất định. Bây giờ thì hai bên đang chuẩn bị đánh nhau cho con rồng tiếp theo, và đang có những cái lượng tầm nhìn được trải ra rồi. Tinh quái quá, cái thấu kính 1 triệu đô. Và quy luật tự nhiên mở ra, không giữ chân được ai cả. Đó là mưa tên lửa được dùng và hoang tưởng được dùng để có thể quay ngược trở lại. Họ tiếp cận nhưng Pyro đã có được mạng đầu tiên. Marcus bị giữ chân ở phía bên kia, lao thẳng vào, đó chính là Pudding. Anh ta đang chưa gây được quá nhiều sát thương, nhưng Kia'Ya đã nằm xuống dưới những phát bắn của Pudding. Phía bên kia thì Play cũng bắn tốt để có thể dứt điểm thành công được Rakta. Ngược trở lại thì Levi nằm xuống khi Pudding đang bắn, nhưng anh ta ở trạng thái nguy hiểm, anh ta bấm đồng hồ, và đó là Jhin nằm xuống với full tài nguyên. Một pha giao tranh thắng lợi dành cho Gam. Và như vậy là chúng ta đã có câu trả lời làm thế nào để Gam chạm vào hai nguồn sát thương chính của Team Flash. Đó chính là hạ gục ngay lập tức tuyến đầu, thì sẽ chỉ còn lại tuyến sau mà thôi. Một bước di chuyển có thể nói là lỗi của Sora, khi anh ta gần như là chết chay, còn tốc biến, còn thiêu đốt và còn cả chiêu cuối trên người trong tiếng đó. Nhưng ta không kịp bung ra bất cứ một điều gì cả. Marcus ấy trong sát lực, một góc vòng anh ta không thể nào cân ba được, và ăn ở đó hình như là tới 6-7 sợi lông đến từ Pyro. Thì lấy gì để bác cất chặt đây? Và khi Jhin cũng như Pudding không còn những cái tuyến đầu bảo vệ cho họ nữa, và thậm chí Jhin còn say máu quá trong tiếng vừa rồi, và anh ta bắt buộc phải trả giá khi Play tới. Sát thương của Play là không thể đùa được, và là một pha tranh thắng lợi hoàn toàn dành cho Gam. Họ không cân đo đong đếm được cái lượng sát thương đầu ra của Play với những cái bọc xuống súng, và đó là những tình huống bấm đồng hồ. Đầu tiên á là Pudding ăn xong đam mới bấm đồng hồ, thứ hai là Jhin không kịp dùng luôn cả đồng hồ ở trong pha vừa rồi. Còn khởi đầu rõ ràng là những cái tình huống mê hoặc được rất tốt từ Elo, nó giúp cho bên phía của Gam cứ ngỡ như là họ đã gặp rất nhiều khó khăn ở trước thêm pha giao tranh đó, nhưng cuối cùng họ lại là đội giành chiến thắng cuối cùng. Tôi đã tưởng cái thấu kính 1 triệu đô đó đến từ Pudding hoặc là Rakta sẽ là thứ để giúp cho Team Flash không bị bắt lẻ rồi, nhưng cuối cùng thì Sora vẫn là người bị mắc kẹt lại với cái chiếc bộ chiêu thức của Elio, và sau đó anh ta nằm xuống mà không đem lại bất cứ một cái sự hiệu quả nào cả. Nhưng bên phía Team Flash họ vẫn có thể gọi là tạm thời là vẫn chơi được với những cái thứ mà họ đang có, vẫn đang là lượng tầm nhìn ổn ở xung quanh hang Baron. Nhưng bây giờ khoảng cách 2.000 tiền tôi nghĩ là quá ít ỏi. Có vẻ như là nó không còn quá quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bên nào giao tranh tốt hơn bên đó sẽ là đội có được lợi thế và có được cái chiến thắng ở trong giao tranh tổng. Và Team Flash đang là đội bị đẩy ở khu vực đường giữa một nhịp trước, hoang tưởng được dùng và tường cũng đã được cắt từ Jhin. Họ tiếp cận vào người của Levi, Levi bị hoang sợ bị hất ngược trở về. Levi đang bị tấn công rất nhiều lần và mưa tên lửa đã ra, không mang lại quá nhiều tác dụng dành cho bên phía của Gam. Mất người chơi đi rừng, Gam gặp khó. Vẫn còn,
nhưng Elio đã rút về được với cái sự cơ động của Rakan. Baron chưa phải là thứ mà Team Flash vội nhắm tới, khi mà vẫn còn 8 giây nữa nó mới xuất hiện, cho nên Marcus vẫn còn khoảng thời gian để ta đẩy thêm một đội lính ở khu vực trên. Đường giữa đang là thế lính mà Pyro cũng như Elio bắt buộc phải phòng ngự. Bây giờ Baron được khởi động rồi, sát thương của Pudding và Jhin bây giờ là quá nhiều, họ chỉ cần thêm Darktha làm tuyến đầu mà thôi. Và trong cái đó Sora và Marcus hoàn toàn có thể đứng ngoài và không cho phép các thành viên bên phía của Gam tiến vào cước con Baron này. Một con Baron hoàn toàn miễn phí và nó đến từ pha bắt lẻ tuyệt vời của Darktha. Vẫn là những cái lợi thế nhất định từ Team Flash trong việc là chiêu thức của họ chủ động ở cái diện tích bán cầu so với lại Gam ở phía bên kia. Và Team Flash đang cử người để có thể lấy được trụ hai khu vực đường trên, đã là những cái lợi thế rất rõ ràng rồi. Bây giờ câu hỏi đặt ra rất cơ bản mà thôi, liệu Team Flash có đánh rơi những cái lợi thế này để thất bại hay không, hay là Gam sẽ phải đi đến ván 3 ở trong cặp BO3 ngày hôm nay? Lần này thì Killzone không có chất tướng đẩy lẻ nữa mà chỉ có Blaze mà thôi, cho nên để có thể vẽ ra một cái viễn cảnh giống ván đấu thứ nhất là Killzone cũng như Blaze song hành cùng với nhau để bào đi những cái công trình ở cánh còn lại đến từ bên phía của Team Flash, tôi e rằng là hơi khó và sẽ chỉ chờ vào xem bên nào là bên giao tranh tốt hơn. Những gì mà chúng ta đã liên tục phân tích ở trong cái tình huống trước đây, Baron 2.000 tiền đang là những gì mà Team Flash có được. Vẫn còn 2 phút nữa và họ vẫn đang muốn nhiều hơn, tôi chắc chắn là như vậy. Rồng 1 phút 40 giây nữa mới xuất hiện. Và để xem những công trình còn lại của Gam thì sẽ chỉ còn những công trình bảo vệ nhà lính mà thôi. Và Team Flash, công cụ giao tranh họ vẫn còn rất nhiều và họ vẫn đang muốn kiểm soát tầm nhìn một cách cực kỳ kỹ càng trước khi quyết định một điều gì đó. Đã lên xong đồng hồ lớn từ Gen để có thể ít nhất là anh ta sẽ có những cái lần bấm đồng hồ mà không phải cân nhắc quá nhiều. Và chỉ hy vọng là anh ta không bị tính sai sát thương của đối phương để không kịp bấm đồng hồ mà thôi. Còn trong khi đó thì Team Flash đang tận dụng bùa lệ Baron để có thể đẩy ở khu vực đường dưới. Thậm chí là cái trụ 3, trụ nhà lính ở khu vực đường dưới đã không còn trụ 3 bảo vệ. Cái thế đang là rất khó nhưng Gam vẫn đánh được nha. Gen là người chủ động và lao vào từ bên phía của Team Flash chăng? Không, chỉ là những tình huống dùng chiêu cuối của Gen để có thể chia cắt đội hình của Gam và tìm kiếm vào công trình của đối phương. Pyro ăn một vài viên gạch, ăn một vài cái khả năng cấu rỉa và anh ta mất đi rất nhiều máu để có thể không thể nào đứng lại ở cái trụ ba khu vực đường dưới nữa. Sức mạnh đến từ Kai'Sa, sức mạnh phép thuật với những tình huống cấu rỉa cực kỳ đau của tia chi kích cộng thêm những tình huống phi thạch của Gen nữa đang khiến cho Pyro với sải tay không quá dài của mình gặp một số những cái vấn đề. Đợt lính tiếp theo được tiến vào và Gam sẽ vẫn phòng ngự được mà thôi khi có cả kia nhà ở đây. Nhưng mà hai đường thì sẽ khó, tại vì bên phía của Team Flash đang cử cả Darktha ở khu vực đường giữa liên tục đẩy bùa lệ Baron và tiếp cận vào cái trụ nhà lính ở khu vực đường giữa để tìm kiếm vào cái đường lính siêu cấp. Gam vẫn đang phòng ngự và họ phòng ngự ổn. Một con Baron giúp cho bên phía của Team Flash có được cái lượng tiền tương đối nhưng vẫn chưa tìm được vào bất kỳ một cái đường lính siêu cấp nào. Cái đen đuổi của Team Flash đó là hai đợt lính này nó không đi cùng tốc độ với nhau. Bắt người giữ chơi thành công Sora, hoang tưởng được dùng và giao tranh bắt đầu nổ ra. Lây bắt buộc phải thoát về mưa tên lửa rải, nó trúng vào người của Pudding. Hoàng tử lao thẳng vào và Darktha đang cố gắng là kèn vào tuyến sau. Ở tuyến trước thì Levi cực kỳ thấp máu, một người đang xuống đó chỉ là Elo và Team Flash đang tràn lên. Họ đang có những cái lợi thế nhất định, đó là Pudding được bắn có được double kill và end bên game. Phía của Gam mất đi 1, 2, 3, 4 và 5 người quét sạch dành cho Team Flash. Một tình huống ép giao tranh tuyệt vời. Tôi đang định nói về cái vấn đề hơi đen đủi đó là hai đợt lính của Gam không đi cùng nhau. Xin lỗi bạn, là hai đội lính của Team Flash không đi cùng nhau cho nên Gam hoàn toàn có thể đép từng bên một. Nhưng sau đó là một pha mở tranh hút sức hút kiêu hoàng đẹp đến từ Sora và Pudding. Anh ta bắn quá tuyệt vời, chọn người hoàn hảo. Anh ta bắt từng thành viên tuyến đầu một, tới sau đó mới hỗ trợ đồng đội dọn dẹp nốt tàn dư còn lại. Và một đều, chiến thắng quá thuyết phục của Team Flash. Một cái chiến thắng thuyết phục hoàn toàn với những pha giao tranh tổng ở về cuối ván đấu nhỉnh hơn từ Team Flash. Và đặc biệt xạ thủ của Team Flash đã cho thấy cái bản lĩnh của mình. Ở trong những cái tình huống quyết định, anh ta dùng bản năng sát thủ một cách chuẩn chỉ tìm kiếm vào những thành viên quan trọng và tạo ra một nguồn sát thương cực kỳ uy tín. Những cái góc giao tranh hẹp như vậy luôn luôn là cơn ác mộng của bên phía Gam Esports. Rõ ràng là họ có những chiêu thức phục vụ cho giao tranh ở trong góc hẹp, ví dụ như mưa tên lửa, như quyền lực thiên nhiên, nhưng họ không phải là người chủ động.